bảo, cô dâu trong tay của thân phụ của mình là ông Nguyễn Quốc Minh đang từ từ tiến lên sân khấu. Quý vị, và trong giây phút trọng đại này, bà của cô dâu Quốc Minh đã quyết định trao con gái rượu của mình là cô dâu Thanh Thủy cho chú rể Quốc Trọng.